Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe an toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là anh em làm thợ đánh chim khuyên di cư. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu lưới đánh tàng hình. Đi chi tiết về cái mẫu lưới tàng hình này để cho anh em cùng tham khảo này. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Còn lưới này thì đối với cái mắt lưới của nó ấy, thì mắt là 3 phân. Đấy, nhưng mà khi bên cơ sở nhuộm vào ấy, đấy, lưới nó co lại ấy, thì nó chỉ còn tầm khoảng 2,5 phân thôi. Đấy, rất là phù hợp cho anh em là sử dụng đánh chim khuyên này, chim di này, chim sẻ này. Đấy là ba cái con chim mà anh em sử dụng đánh nhiều nhất. Cũng như là anh em sử dụng cái lưới này đánh con chim mắt xéo, cũng như là đánh chim én ngủ. Đấy cũng rất là hợp lý. Lưới này thì bên nhà em làm cho anh em là 8 diềm 7 túi. Đấy với cái chiều mà khi anh em căng ra đánh thực tế, đấy làm thu túi vào rồi thì nó rơi vào tầm khoảng 6 mét. Đấy 6 mét đến hơn 6 mét một chút. Đấy anh em đi đánh thì anh em lựa cái xào 6 mét cũng được mà 5 mét cũng được. Khi anh em đánh thì anh em có thể là thu cái giường trên cũng thu giường dưới xuống một chút. Về cái lưới này thì chia diềm, đấy cũng chia diềm này, làm túi cho anh em rồi, đấy làm thắt cọc cho anh em hết rồi. Đấy, khi anh em mua bên cơ sở em thì bên cơ sở em là làm chuyên dụng ra cái lưới như thế này. Đấy, cái thứ nhất là giá rẻ, cái thứ hai nữa là không phải qua trung gian mối lái bất cứ 1.000 nào cả. Đấy, anh em mua thực tế là mua tại xưởng sản xuất luôn. Đấy, rất là nhiều video giới thiệu thực tế cũng như là cách đánh cho anh em rồi. Đấy, hiện tại thì bắt đầu vào đến cái mùa bẫy chim khuyên di cư. Đấy, đối với con đấy thì giá cả của nó thì rất là rẻ nhưng mà số lượng nhiều, đấy, đem lại kinh tế khá là cao. Còn về ví dụ anh em ra lưới, ví dụ như khổ này khách đặt là 10 mét này anh em này. Khách đặt 10 mét thì em sẽ làm cho anh em đủ 10 mét. Đấy chiều dài là đủ 10 mét cũng như là cái số cọc. Đấy, ví dụ như đây này. Đấy, đây là những cái nhôi để anh em cho vào cọc này. Đấy, đối với cái tay 10 mét hoặc 20 mét, 30 mét thì bên em là sẽ làm cho anh em là 2 cọc thôi. Đấy, anh em trăng. Đấy ví dụ mà dài lưới quá thì anh em có thể là lấy cái lưới vít. Còn lưới thì cực kỳ là nhiều thịt. Đấy anh em có thể thấy rất là nhiều thịt này. Đấy làm túi rồi. Rất là ok. Hàng này thì giá của nó rẻ thôi. Đấy nó chỉ rơi vào 10.000 đồng trên 1 mét thôi. Đấy đã hoàn thiện xong hết rồi anh em nhé. Đấy, anh em đặt với số lượng thì càng nhiều thì giá cả càng rẻ. Đấy, nó sẽ có khổ, thường thường là nó sẽ có khổ là 10 mét này, 20 mét và 30 mét. Đấy, anh em đặt càng nhiều thì giá cả càng rẻ. Nhưng mà thường thường thì anh em sẽ đặt cái tay 20 hoặc 30 nhiều hơn bởi vì nó sẽ dễ giải. Cũng như tay 10 mét chỉ là để khóa thôi. Lưới độ tàng hình siêu cao. Đấy, đã nhuộm rồi nha anh em nhé. Đợt này thì ngoài miền Bắc thì nắng đẹp, đấy gió đẹp, đấy nhuộm lưới lên màu rất là đẹp này anh em này. Đấy, một video thì quay cho anh em xem về cái lưới tàng hình cũng như là trong cái thời gian đang luồn diềm, đấy cũng như là phơi hong lưới. Anh em là xem được cái video này cần cho mình lưới đánh chim khuyên này thì anh em liên hệ. Đấy, ngoài bán lưới đánh chim khuyên ra thì bên cơ sở em là bán tất cả các mẫu lưới bẫy chim. Đấy, anh em nào cần cái mẫu lưới nào thì anh em cứ liên hệ. Đấy, để được nhận cái giá rẻ nhất. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.